Xin chào tất cả mọi người nha. Đây là máy dò kim loại nha. Loại này tôi mới lấy 2 triệu nha. Đây là cái kèn. Đây là đồng mọi người nha. Đây là cái dàn nhà nữa. Độ nhạy rất bén như vậy. Sắt. Đóng này. Bảy mươi phần nữa. Sắt bắt xa hơn đâu. Sắt bắt được xa xa nha. Đồng. Nhôm. Sát rồi. Đây là cái dàn nhà nữa nha. Sát nằm ở dưới nha. Đây là nhôm.
Đây là tắt mới này, độ cao này, giảm âm thanh này, độ nhạy biến này. Mất. Tám mươi phần.